tại khu vực đường mòn thôn trung trải xã ý tứ huyện bát sát lào cai vừa qua đã xảy ra việc một người dân bị kẻ làm mặt không chế cướp tài sản được biết nơi đây là khu vực rừng cây rất hẻo lánh đối tượng này đã núp trong rừng đợi thời cơ sơ hở có người đi qua liền lao ra để thực hiện hành vi phạm pháp vụ việc đã khiến cho người dân xung quanh khu vực không khỏi hoang mang lo lắng Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 8, anh Trần Văn Đê trình báo Công an xã Y Tý về việc bị kẻ lạ mặt bất ngờ lao ra từ trong rừng vắng ra khu vực đường Mòn Thôn Trung Trải, xã Y Tý rồi đe dọa không chế cướp tài sản. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng, điều tra xác minh, đồng thời xác định danh tính tên cướp là Giang A Ca, sinh năm 1999. Sau khoảng 8 tiếng truy bắt, đến tối cùng ngày, Công an xã Y Tý đã bắt giữ được Giang A Ca, qua điều tra đối tượng khai nhận hành vi cướp tài sản của anh trần văn đề đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện bát sát tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật